cho tất cả mọi người một cái bàn này sẽ giới thiệu cho các bạn các tủ cái tủ bếp này đây. Tủ bếp này nhìn rất là dễ thương nhé, một cái cửa mở rất là dài. Bây giờ tôi cùng bắt đầu tủ của tủ bếp này nhé. Ở chỗ bên này chắc có lẽ mình sẽ tô phần tầng nó sẽ làm màu đá các phần cái nhé. Hoa chuẩn bị này nhất thì mình sẽ tận động bằng máu xanh đỏ nha mọi người. Ok, thì tất cả mình thử tấu là phần đông nữa. Ok, hết cuối cùng thì mình sẽ tô cái món này sẽ làm màu nhé. Ok, như vậy là món hoàn tất tôi xong cái chủ bếp đấy nhé. Đây có cái món thịt này rất là dễ thương. Rồi, các bạn người theo dõi nhớ like subscribe để mình nhé. Các bạn người rất nhiều, tạm biệt mọi người.